Đúng muốn làm mình bắt đầu luôn. Đợi một chút nhé. Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình cổ phiếu 360 độ được livestream vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần, và tôi là Phạm Việt Duy đến từ trung tâm tư vấn đầu tư, và xin giới thiệu với cả quý nhà đầu tư là anh Toàn đến từ bộ phận research của công ty VN Direct. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về cổ phiếu Vinhome VHM. Và sau đây thì tôi xin phép được giới thiệu qua cho quý nhà đầu tư nghe về cổ phiếu Vinhome này. Thì cổ phiếu Vinhome được thành lập từ năm 2008, nhưng mà phải đến 2018 thì họ mới bắt đầu chính thức là lên sàn. Và trong cái thời điểm mà lên sàn từ 2018 cho đến 2021 thì cái diễn biến giá của cổ phiếu thì cũng chưa có tăng mạnh. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái ban lãnh đạo của công ty thì sẽ có bao gồm hai nữ và hai nam, và có cả người nước ngoài. Và sau đây thì tôi sẽ giới thiệu qua cho mọi người nghe về cái kết quả kinh doanh của Vinhome trong 4 năm vừa qua. Thì chúng ta có thể thấy là cái tốc độ tăng trưởng của Vinhome, cả Vinhome có cái doanh thu và cái lợi nhuận tăng trưởng đều của các năm, và càng ngày sẽ càng cao hơn. Và cái cơ cấu vốn hóa thì hiện tại đã là hơn 300.000 tỷ đồng. Và sau đây thì tôi sẽ xin phép là được tóm tắt 3 cái lợi điểm tích cực mà chúng tôi nghĩ rằng là quý nhà đầu tư khi đầu tư vào Vinhome sẽ rất là lưu ý và sẽ là rất là yêu thích. Lợi điểm thứ nhất thì đấy chính là cái việc là cái tình hình vĩ mô nó đang thuận lợi và thúc đẩy cho cái thị trường bất động sản nhà ở năm 2021. Cái lợi điểm thứ hai là đến từ cái việc là Vinhome là cái công ty có quỹ đất lớn nhất trong tất cả các nhà phát triển bất động sản Việt Nam. Và cuối cùng là Vinhome họ có hệ sinh thái của Vingroup, và đấy thì sẽ giúp cho nhà đầu sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái hoạt động kinh doanh của họ. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sang cái lợi điểm đầu tiên, đấy chính là cái yếu tố vĩ mô thì là đang thúc đẩy tích cực đến cái thị trường bất động sản nhà ở năm 2021. Và mời anh Toàn có thể nói cho nhà đầu tư nghe về cái lợi điểm này. Cảm ơn. Thì mình sẽ đi vào từng lợi điểm một. Cái lợi điểm đầu tiên thì đó là về mặt lấy các yếu tố vĩ mô sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản, và đặc biệt là trong năm 2021. Thì thứ nhất là đó là sự tăng trưởng trong tầng lớp trung lưu ở Việt Nam sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở. Thì chúng ta có tầng lớp trung lưu ở Việt Nam hiện xấp xỉ dân số của một quốc gia trong nhóm 41 châu Á cộng lại. Đến năm 2045 thì là sẽ chiếm khoảng 50% dân số, và đặc biệt là cái tỷ lệ đô thị hóa đang tăng rất là nhanh. Hiện tại thì tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đang vào khoảng 40% so với các thị trường lân cận trong khu vực như là Thái Lan hay là Malaysia thì họ đều trên 50%, và Malaysia 70% hay là những cái đất nước mà còn cao hơn như Singapore rồi thì đất nước phát triển. Thì Việt Nam hiện nay ở mức 40% thì vẫn còn rất nhiều dư địa để mà tăng trưởng cái tỷ lệ đô thị hóa. Cái điều này sẽ dẫn đến sẽ thúc đẩy cái thị trường bất động sản ở các khu đô thị. Thứ hai là nguồn cung mới trên thị trường cải thiện trong năm 2021. Thì trong quý 1 năm 2021, Hà Nội đã ghi nhận xấp xỉ 4.400 căn hộ bán mới, tăng 270% trong năm. Mức giá bán của các phân khúc trung cấp và cao cấp tăng lên 7.3% và 9% theo quý. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cái nguồn cung hiện vẫn đang thiếu hụt, và nguồn cung chủ yếu đến từ cái dự án Vinhomes Grand Park, và hiện nay còn khoảng 6.200 căn. Vì thế ta có thể nói là Vinhomes đóng góp một cái lượng rất lớn vào tổng nguồn cung của cả thị trường, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh. Và ở Hà Nội thì với sự xuất hiện của Ocean Park và Smart City thì cũng là cái nguồn cung chính cho thị trường bất động sản ở khu vực miền Bắc. Và thứ ba ta phải kể đến đó là môi trường lãi suất thấp sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản. Thì tính đến tháng 4 năm 2021, cho vay bất động sản tại Hà Nội chiếm gần 28% tổng dư nợ cho vay, thị trường Hồ Chí Minh chiếm khoảng 13.5% và tăng 11.4% so với cùng kỳ năm 2020. Mà còn lãi suất chung hiện nay vẫn đang duy trì ở mức thấp, và cái điều này thúc đẩy cái nhu cầu mua và đầu tư nhà ở trên thị trường. Vâng, tôi cũng rất là đồng ý với cả những cái quan điểm của anh Toàn về cái việc là những cái yếu tố vĩ mô hiện tại là nó đang thúc đẩy thị trường bất động sản nhà ở của
Việt Nam, và nó là những cái thông tin rất là tích cực cho cái việc là mình có thể đầu tư vào những cổ phiếu bất động sản này. Thì có thể bổ sung thêm rằng là bên cạnh cái việc là có cái tầng lớp trung lưu của Việt Nam, thì ngoài ra nữa thì Việt Nam cũng đang là nước mà có rất cơ cấu dân số vàng. Thì cái cơ cấu dân số vàng này thì mình sẽ thấy rằng là nhu cầu nhà ở trong tương lai sẽ rất là lớn, khi mà những người từ tầm 20 đến 30 tuổi họ bắt đầu có thu nhập ổn định hơn và họ bắt đầu là nghĩ đến việc là có một ngôi nhà riêng cho mình. Và ngoài ra nữa thì, nhưng mà tôi sẽ có một cái concern nhỏ nhỏ ở cái luận điểm này thôi. Đấy chính là cái việc là cái môi trường lãi suất hiện tại là nó đang là thấp. Thì đúng là nó đang thấp thật, nhưng mà mình đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu rằng là lãi suất có thể tăng trong thời gian tới. Ví dụ như là ở lạm phát ở bên Mỹ thì hiện tại là đã vượt ở, đã là cái mức mà cao hơn so với cả chính phủ mà họ dự kiến, tức là Fed là đang dự kiến là khoảng là 3.5%, hiện tại là đã dự kiến là 4% rồi. Thì cái này nó có thể làm dấy lên cái lo ngại là cái lãi suất của Mỹ sẽ tăng, và qua đấy thì là cũng sẽ khiến cho cái lãi suất Việt Nam cũng chịu cái áp lực phải tăng theo lãi suất Mỹ. Ngoài ra nữa thì là mình cũng thấy rằng là trên các báo đài của Việt Nam thì cũng đang nói rằng là cái chất lượng tín dụng của bất động sản và cho vay tiêu dùng của Việt Nam là cái quý 1/2021 này là đang có cái chất lượng tín dụng nó đang thấp hơn. Thì không biết rằng là cái concern rằng là trong tương lai thì cái mặt bằng lãi suất như thế này nó còn có duy trì được thấp lâu dài hay không, mà và khi mà lãi suất mà giả sử như tăng 0.1% chẳng hạn thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái triển vọng của Vinhome nào? Thực ra thì vừa rồi thì Mỹ công bố cái tỷ lệ lạm phát đâu đó 0.4% thì nó thì thực ra nó là từ cái nền thấp của năm 2020, và ở Việt Nam ấy, thì trong cái tháng 4 vừa rồi thì tổng cục thống kê cũng đã công bố là CPI bình quân của 4 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam chỉ tăng 0.89% so với cùng kỳ năm trước, tức là đây là mức tăng bình quân 4 tháng thấp nhất kể từ năm 2016. Cho nên ở Việt Nam thì hiện là cái lạm phát nó cũng chưa phải là áp lực nó lớn, và nghĩ là dựa theo cái quan điểm của mình thì chính phủ sẽ kiềm chế lạm phát ở trong cái mục tiêu là dưới 4%. Và mặt bằng lãi suất thì nghĩ là sẽ duy trì ở mức thấp. Đấy là quan điểm của chúng tôi trong cái luận điểm đầu tiên. Đấy là thứ nhất là về cái cơ cấu dân số thì tầng lớp trung lưu đang gia tăng. Tiếp theo nữa là cơ cấu dân số vàng sẽ giúp cho nhu cầu của mua nhà ở sẽ tiếp tục gia tăng trong tương lai. Và yếu tố thứ hai là yếu tố cải thiện về nguồn cung. Còn về đối với yếu tố lãi suất thì đúng là có concern về cái việc là lãi suất có thể tăng trong tương lai, nhưng mà chúng tôi nhận định rằng là lạm phát hiện tại là vẫn đang ở trong mức kiểm soát của Việt Nam, còn lạm phát của Mỹ thì hiện tại thì mặc dù đúng là nó là 4%, nhưng mà bên Mỹ thì họ vẫn đang chú trọng nhiều hơn vào cái việc là ổn định nền kinh tế thay vì là kiểm soát lạm phát. Nên là chúng tôi tin rằng là những cái yếu tố này trong ít nhất là một năm tới đến 1.5 năm thì nó vẫn là support tích cực cho cổ phiếu Vinhome. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép sang cái luận điểm thứ hai ngày hôm nay. Đấy chính là cái việc là Vinhome đang là công ty bất động sản có quỹ đất lớn nhất tại Việt Nam. Và đúng vậy, thì Vinhome đang sở hữu một cái quỹ đất rất là lớn với 14.900 ha, và bỏ xa cái nhà phát triển bất động sản thứ hai là Novaland với 4.000 ha. Thì chính vì thế Vinhome sẽ chọn cái nguồn cung nhà ở và căn hộ phân khúc cao trung và cao cấp chủ lực của thị trường trong rất nhiều năm tới nữa. Và với cái quỹ đất khổng lồ như này thì chúng tôi đã dự đoán trong một báo cáo lần nhà định thì là Vinhome sẽ có thể duy trì được cái sự tăng trưởng của họ trong vòng ít nhất từ 10 đến 15 năm nữa. Thì hiện tại, thời điểm hiện tại ấy, thì nguồn cung chủ yếu của Vinhome đến từ 3 dự án lớn, 3 đại dự án. Đó là Ocean Park, Smart City ở Hà Nội và Grand Park ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ba đại dự án này triển khai với tổng là 140.000 căn hộ. Và hiện nay tính đến thời điểm hiện tại thì Vinhome còn khoảng 52.950 tỷ đồng doanh thu chưa ghi nhận từ ba đại dự án này. Cho nên Vinhome có rất nhiều cái dư địa để mà có thể bổ sung doanh thu trong tương lai. Vâng, quý nhà đầu tư cũng đã nghe qua về cái quỹ đất của Vinhome, thì tôi cũng muốn kỹ hơn cho mọi người nghe về cái quỹ đất triển vọng của Vinhome là nó cụ thể là như thế nào. Thì ở đây tôi có một số cái thống kê nhỏ rằng là nếu mà mình nhìn thì mình có thể thấy rằng là bốn cái thành phố lớn nhất mà hiện tại đang có ba cái cụm thành phố lớn nhất mà hiện tại đang có các dự án của Vinhome, đấy chính là Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng và Hồ Chí Minh. Thì trong đấy thì Hà Nội vẫn đang là những cái dự án mà có tỷ trọng lớn nhất, tuy nhiên là đây là những cái
chủ yếu 25% này thì là chủ yếu là những cái dự án đã triển khai rồi, và những cái dự án tương lai của họ thì sẽ đến từ là Hồ Chí Minh và Hạ Long, Hải Phòng. Ngoài ra nữa thì mình có thể nhìn thấy là ở trong này thì chúng tôi có tính thử là cái MPV của tất cả các dự án của Vinhome ở đây, và ở trong này thì có cái list các dự án của Vinhome, thì cái list này là cái list chưa update, bởi vì do là hiện tại là doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình là sẽ thông báo lại cho bên các bên phân tích các bên, và chính vì thế cho nên là nó chỉ mang tính tham khảo, quý nhà đầu tư lưu ý về vấn đề này. Thì chúng ta có thể thấy rằng là ở đây là đang có là 23% là quỹ đất hiện tại của Vinhome là mới được triển khai thôi, còn lại là 77% là hiện tại là họ có quỹ đất nhưng mà chưa triển khai cái gì. Và mình cũng có thể nhìn thấy rằng là các dự án của họ thì được chủ yếu sẽ triển khai là từ sau năm 2022, nghĩa là triển khai xong sau 2025 thì là cái tận 63% cái tổng giá trị chúng tôi đang tạm tính ở đây thì là sẽ là phải sau 2025 thì mới xong. Thì thành ra là tôi cũng có một cái vấn đề rất là quan tâm rằng là nếu mà mình đầu tư vào Vinhome, đúng là quỹ đất lớn, nhưng mà thế thì có phải là để mà những cái thứ này nó thành giá trị thật cho công ty thì chúng ta phải chờ đến tận 2025, nghĩa là 4 năm nữa hay không? Thực ra thì Vinhome có một cái pipeline và đường đi của họ để những cái dự án nào sẽ phát triển năm năm bao nhiêu rất là rõ ràng, và họ cũng cập nhật thông tin liên tục. Ví dụ như là ở đây chúng ta có hai dự án khổng lồ của Vinhome trong thời gian tới, có thể là cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 là bắt đầu sẽ triển khai, đó là Green Hạ Long và Green Hạ Long và Vinhome Cần Giờ, Long Beach Cần Giờ. Thì hai dự án, đối với dự án Long Beach Cần Giờ thì đang xin phục vụ người khác, còn đối với dự án Cần Giờ thì đang thực hiện cải tạo đất, tức là Vinhome sẽ phải lấp biển. Đấy, thì họ thường cái pipeline của Vinhome khá là chính xác, và trên cái quan điểm mà khi chúng tôi đã liệt kê ra như này và tính NPV thì mình đã chiết khấu về cái giá thời điểm hiện tại rồi. Thế nên ở đây cũng là cái rủi ro pháp lý mà chúng tôi nhìn thấy trong vòng đối với Vinhome rất thấp. Do đó thì đây cũng là một con số cũng khá là đáng tin cậy. Vâng, thế thì tôi sẽ giải thích thêm cho quý nhà đầu tư nghe về cái từ chiết khấu. Thì như anh Toàn anh ấy có nói về cái việc là đã chiết khấu về hiện tại, nghĩa là sao? Nghĩa là ở đây là chúng tôi là có dự kiến là trong tương lai thì Vinhome sẽ triển khai các dự án này và họ sẽ có thu dòng tiền và lợi nhuận là ví dụ như là 2024, 2025. Thì giả sử như là cái dòng tiền của năm đấy họ thu là 100 tỷ thì chúng tôi đã chiết khấu về là nó sẽ chỉ khoảng tầm là khoảng 60-70 tỷ thôi. Nghĩa là cái giá trị này là nó đã về đến thời điểm hiện tại rồi, và chúng ta sẽ thấy là nó vẫn còn rất nhiều upside của cái dự án là như vậy. Thì ý của anh Toàn nói về cái việc là chiết khấu về hiện tại nó là như thế. Và thế thì tôi sẽ sang cái luận điểm thứ ba ngày hôm nay, đấy chính là cái luận điểm về việc là hệ sinh thái Vingroup là nó sẽ giúp cho Vinhome sẽ có được kết quả kinh doanh tốt hơn. Thì anh có thể chia sẻ thêm cho quý khán giả nghe. Thì Vinhome như các bạn biết thì Vinhome là cái xương sống của tập đoàn Vingroup. Nó là công ty mà đặt cái doanh thu là chính trong tập đoàn. Đối với những cái dự án của Vinhome thì xung quanh luôn luôn có những cái hệ sinh thái rất là đa dạng, từ bệnh viện, trường đại học, hay là hiện tại có ví dụ như là Ocean Park, chúng ta có thể có dự án của Vinpearl đang xây dựng Safari. Đó, thì những cái sinh thái này sẽ phần nào đó là khiến cho các dự án của Vinhome hấp dẫn hơn. Và khi chính vì thế mà những cái tỷ lệ mở bán của Vinhome khi mà được mở bán ra ấy, thì luôn luôn đạt trên 90% tiền hấp thụ. Đấy, thì điều này tôi nghĩ là cái hệ sinh thái này sẽ là một cái điểm tích cực cho Vinhome. Ngoài ra như nãy mình cũng chưa đề cập đến, đó là Vinhome tận dụng cái lợi thế của VinFast trong tập đoàn Vingroup, thì họ cũng có sử dụng các quỹ đất của mình để lấn sân sang cái bất động sản khu công nghiệp, và hiện nay họ đang phát triển khoảng 3 dự án. Thì dự kiến tất nhiên là tỷ lệ doanh thu của 3 dự án này trong cái tỷ lệ doanh thu tổng doanh thu của cả Vinhome rất là nhỏ so với bất động sản nhà ở. Tuy nhiên đây cũng là một cái mà tận dụng được cái sinh thái đó. Thì tôi cũng muốn hỏi thêm rằng là ngoại trừ cái việc là có hệ sinh thái như này thì sẽ giúp cho Vinhome là họ sẽ có cái tỷ lệ mở bán rất là cao khi cái tỷ lệ hấp thụ rất là cao khi mà mở bán ngày đầu tiên,
Ngoài ra nữa thì Facebook cái này có giúp cho họ là có thể bán được cái giá là cao hơn so với những cái nhà bất động sản khác mà cùng vị trí không anh? Đúng rồi, thường thì và những cái dự án đội Vinhome mà so với cùng các thân vâng. thì họ thường thường có giá bán cao hơn bởi vì là hạ tầng nó tốt hơn. Vâng, đấy. Thì tôi cũng muốn tóm tắt lại cho quý nhà đầu tư nghe về các ba cái điểm tích cực ngày hôm nay của Vinhome. Thì lợi điểm tích cực đầu tiên chính là cái việc là cái yếu tố vĩ mô thuận lợi thì sẽ giúp cho thị trường bất động sản nhà ở sẽ bùng nổ từ năm 2021-2022 và trong này thì chúng tôi có concern đến cái yếu tố là lãi suất có thể tăng trong thời gian tới do bị áp lực từ lạm phát, thì chúng tôi nhận định rằng là mọi thứ là nó sẽ trong tầm kiểm soát và mọi thứ vẫn sẽ có tích cực với cả cổ phiếu này. Và cái ý thứ hai là đến từ cái việc là quỹ đất của Vinhome thì sẽ rất là to và gấp nhiều lần so với cả những cái nhà phát triển bất động sản thứ hai. Và chúng tôi cũng nhìn nhận rằng là có một cái nhược điểm là Vinhome là những cái dự án của họ là sẽ triển khai trong một cái thời gian tương đối xa mà có thể thực hiện hết, nhưng mà tuy nhiên thì cái ưu điểm ở đây là gì, là họ thường xuyên là đúng hẹn với cả những dự án mà họ lên kế hoạch. Và ngoài ra nữa thì là những cái dự án này thì chúng tôi đã chiết khấu về cái giá trị hiện tại, nghĩa là giả sử như là mình tính là cái Vinhome này đánh giá tính hết tất cả dự án vào là 300 thì hiện tại là chúng tôi chỉ đang tính khoảng 100 giường, bởi vì do là cái thời gian triển khai là phải 4 đến 5 năm nữa. Và cái yếu tố cuối cùng là đến từ cái việc là hưởng lợi từ hệ sinh thái của Vingroup. Thì ở đây cái việc hưởng lợi Vingroup thì họ có bệnh viện, có hệ thống trường học, hệ thống du lịch sinh thái, và những cái thứ này thì sẽ giúp cho họ là có được cái tỷ lệ mở bán hấp thụ khi mà mở bán rất là cao so với đối thủ. Ngoài ra thì là cái giá bán của họ cũng sẽ tốt hơn, qua đấy thì là cái biên lợi nhuận gộp của họ sẽ cao hơn và mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông hơn trong tương lai. Và bây giờ thì tôi sẽ sang ba cái điểm tiêu cực ngày hôm nay của tôi về việc mà tôi cảm thấy là tôi cần phải quan sơn nhưng mà tôi đầu tư vào cổ phiếu Vinhome. Thì cái luận điểm đầu tiên chính là cái việc là dịch Covid hiện tại là nó đang trong cái tình trạng rất là khó khăn, và cái này thì tôi quan sơn là nó có thể ảnh hưởng đến những việc triển khai dự án và cái tiến độ bán hàng của Vinhome trong tương lai. Và cái yếu tố thứ hai là tôi thấy là cái vật liệu xây dựng cũng đã tăng mạnh từ đầu năm đến giờ, cái giá vật liệu xây dựng đã tăng mạnh thì cái này nó ảnh hưởng đến chi phí của nhà phát triển bất động sản. Và cái cuối cùng là tôi thấy cái hệ thống công ty mẹ và công ty con của Vinhome khá là phức tạp, sẽ gây khó khăn cho nhà đầu tư khi mà đầu tư trong tương lai. Và sang cái luận điểm đầu tiên thì như chúng ta đã thấy thì là năm nay là chúng ta sẽ dự kiến là có rất là nhiều dự án sẽ triển khai vào quý 3 và quý 4 năm 2021. Nhưng mà tình hình hiện tại thì mình đang nhìn thấy là Covid đang càng ngày càng diễn biến phức tạp hơn. Thì cái này có thể nào có ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của Vinhome năm nay không anh? Thực ra thì mình muốn quay lại từ những cái đợt mà Covid mới bắt đầu xuất hiện năm 2020 ở Việt Nam. Thì khi đó sự giãn cách đầu tiên đó là gần như một cú sốc với các doanh nghiệp. Thì khi đó thì các doanh nghiệp sẽ bị chịu ảnh hưởng nhiều hơn với Covid. Tuy nhiên thì sau đó thì đang kiểm soát khá tốt. Thì trong một cái giai đoạn dài đấy thì các doanh nghiệp tập trung vào chuyển đổi số và tập trung vào xây dựng các cái nền tảng bán hàng online, và Vinhome cũng đã xây dựng được xong kênh bán hàng online đó. Thì cũng nghĩ là ở cái thời điểm hiện tại, dịch Covid hiện tại thì cái mức độ ảnh hưởng của nó lên các doanh nghiệp bất động sản không còn nhiều nữa. Đâu đó nó có thể ảnh hưởng bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc bán hàng trực tiếp. Tuy nhiên là họ có thể có những kênh bán hàng online và còn những dự án mà họ đang phát triển họ vẫn sẽ tiếp tục đúng không? Cái tỷ lệ bán hàng online có cao so với việc bán hàng trực tiếp không ạ? Cái này thì đúng không? Không có biết là cái tiền lợi tục chung thôi. Nếu không đạt được một đạt mức cao thì nghĩ là họ sẽ tận dụng được đạt đấy. Vâng, thì nghĩa là đối với cả cái rủi ro này thì chúng tôi nhận định rằng là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công ty trong thời gian tới. Và cái việc là mở bán trực tiếp thì có thể thay thế được bằng một việc là họ sẽ mở bán online. Và cái điều quan trọng nhất đối với cả cái việc hấp thụ bất động sản thì sẽ đến từ cái việc là cái mặt bằng lãi suất và cái yếu tố về cái vĩ mô, tình hình vĩ mô của Việt Nam trong thời gian tới. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái luận điểm tiêu cực thứ hai, thì ở đây tôi có một cái thống kê nhỏ về việc là tôi thấy là cái giá nhà từ đầu năm 2021 đến giờ là tăng 9,2%. Tuy nhiên giá thép xây dựng thì đã tăng 25% rồi, nghĩa là tăng rất là cao so với cả cái giá nhà tăng được. Thế thì cái điều này nó có thể làm ảnh hưởng đến cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp, qua đấy đã ảnh hưởng đến lợi nhuận không? Thực ra thì Vinhome cũng đã chia sẻ ở meeting vừa rồi thì họ thường thường thì họ sẽ ký hợp đồng dài hạn với nhà thầu xây dựng. Chính vì thế mà trong ngắn hạn họ không bị ảnh hưởng gì cả, bởi vì là
vẫn giữ được cái hợp đồng dài hạn đó, giá mức giá đó. Tuy nhiên thì nếu mà đến mức vật liệu xây dựng không thể mức khác hiện nay chỉ khoảng 5% tổng chi phí xây dựng đúng không? Thì nếu mà tiếp tục duy trì cái mức cao là trong khoảng 2 năm nữa thì Vinhome có thể giảm bị giảm khoảng 1-2% điểm phần trăm trong cái mức lợi nhuận của mà thì nó cũng không phải là quá là ý nghĩa là cái mức giá này sẽ mức giá thẻ hiện tại sẽ không duy trì được nghề trong một thời gian quá dài và nó sẽ bị điều chỉnh. Vậy thì nghĩa là chúng tôi có một cái kết luận rằng là hiện tại là cái thế giới đang bước vào một cái chu kỳ tăng giá mới của các hàng hóa cơ bản, và ở đây thì sẽ có hai nhóm doanh nghiệp được hưởng lợi. Thì là có một nhóm doanh nghiệp được hưởng lợi là nhóm vật liệu xây dựng, nhóm không được hưởng lợi ở đây sẽ là nhóm xây lắp, và cái nhóm bất động sản thì là nhóm trung lập, họ vẫn sẽ duy trì được cái biên cục họ như cũ. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái luận điểm tiêu cực cuối cùng của tôi ngày hôm nay, đấy là việc là hiện tại là Vinhome đang có là 33 công ty con và là một thành viên trong cả một tập đoàn Vingroup. Thì cái việc là họ có công ty mẹ và công ty con rất phức tạp như này, thì họ sẽ có thể là ví dụ như là chuyển cái lợi nhuận của họ ra ngoài chẳng hạn, hoặc không thì là ví dụ như là họ có thể làm thay đổi cái báo cáo tài chính tùy theo mục đích của họ. Ví dụ như là khi mà thời điểm trước khi lên sàn thì họ sẽ làm cho lợi nhuận tốt hơn, và sau khi lên sàn xong rồi hay là sau khi phát hành xong rồi thì họ lại sẽ làm cho cái lợi nhuận nó kém đi. Thì những cái thứ này là nó có phải là rủi ro không? Thực ra thì cái bộ máy phức tạp nghề thì có thể dễ dàng nhìn thấy ở các cái doanh nghiệp bất động sản phát triển bất động sản, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn như Vinhome, Novaland chúng ta tính rất rõ. Bởi vì là họ thường thì họ sẽ có những cái doanh nghiệp dự án, nghĩa là một cái doanh nghiệp đó họ sẽ sở hữu cái dự án đó và Vinhome sẽ sở hữu gián tiếp qua doanh nghiệp. Thì cái điều này sẽ làm cho Vinhome dễ dàng quản lý hơn và dễ trong cái việc hạch toán kế toán hơn. Chứ còn bởi vì là đặc thù của doanh nghiệp bất động sản thì họ sẽ không có nhiều cái giao dịch trong nội bộ. Cho nên là mình nghĩ là cái rủi ro mà như nói thì nó không xảy ra ở doanh nghiệp của Vinhome. Thì thường thì các doanh nghiệp sản xuất thì nó sẽ dễ làm cái điều này hơn, thì có nhiều cái giao dịch trong nội bộ được con mẹ hộ của con. Nhưng mà ở các doanh nghiệp bất động sản thì Vinhome thì điều này xảy ra thì họ bán khách hàng. Và thế là chúng tôi cũng sẽ tóm tắt lại với cả cái luận điểm này, thì là mặc dù là họ sở hữu rất là nhiều công ty mẹ, công ty con, tuy nhiên thì Vinhome lại có rất là ít giao dịch nội bộ giữa các nhóm công ty này. Và ngoài ra nữa thì chúng ta có thể thấy là cái việc chia công ty mẹ, công ty con là cần thiết để cho họ có thể dễ dàng quản lý dự án. Và sau đây thì chúng tôi sẽ tóm tắt lại ba cái luận điểm tiêu cực ngày hôm nay của chúng tôi. Đấy là thứ nhất là về cái tình hình dịch Covid thì đúng là nó có trở nên căng thẳng, tuy nhiên thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp bất động sản, bởi vì do họ có thể mở bán hàng online và cái nhu cầu tiêu thụ bất động sản thì phụ thuộc nhiều vào tình hình vĩ mô, cái độ tuổi dân số và ngoài ra nữa thì là mặt bằng lãi suất. Còn đối với cả cái việc là rủi ro về việc giá vật liệu xây dựng tăng, và trong khi giá nhà thì chưa tăng nhanh như vậy thì ở đây thì mọi cái chi phí tăng thêm đấy nó sẽ ảnh hưởng vào nhóm xây lắp thay vì là cái nhóm phát triển bất động sản này. Và cuối cùng là đối với cả cái hệ thống sở hữu công ty mẹ và công ty con phức tạp thì đây là cái điều cần thiết để họ có thể quản trị cost và revenue của doanh nghiệp tốt hơn. Ngoài ra nữa thì là doanh nghiệp Vinhome cũng không thể có nhiều giao dịch nội bộ để có xuất hiện cái rủi ro là về chuyển lợi nhuận ra ngoài mà chúng tôi quan sơ. Và sau đây thì chúng tôi sẽ xin phép là kết thúc cái phần trình bày của chúng tôi và sẽ sang cái phần Q&A hỏi đáp của quý vị khán giả đối với cả cổ phiếu Vinhome này. Nếu mà quý nhà đầu tư có câu hỏi nào đối với cổ phiếu Vinhome thì hãy comment ở trên web của chúng tôi, và để chúng tôi có thể comment ở ngay trong cái buổi livestream này để chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Trong lúc đợi các nhà đầu tư đặt câu hỏi thì muốn chia sẻ một chút về kết quả Vinhome như không? Và cái luận điểm đầu tư cho giai đoạn tới. Thì để cho các nhà đầu tư có thể nhìn tổng quát. Thì ở trong quý một thì doanh thu của Vinhome tăng rất là mạnh, cũng như tăng gấp đôi. Nhưng mà lợi nhuận dòng thì lại giảm 21.2%. Cái điều này cũng khiến các nhà đầu tư cảm thấy khó hiểu một chút. Thì tại sao? Thì đó là do cái quý một năm 2020 họ có một cái
là lớn của cái tập đoàn buôn này đi vào trong lĩnh vực tài chính và dân tộc thiểu số tài chính. Chính vì thế mà ở 2021 thì hầu hết là bán mua bán lẻ, chính vì thế mà đi thẳng vào doanh thu. Đấy thì thực tế là họ hạch toán giữa doanh thu tài chính và doanh thu thuần họ thôi. Chính vì điều đó thì họ mà dùng giảm 21.2%, tuy nhiên là quý một vẫn là thường là quý thấp điểm. Và đối với Vinhome thì mình nghĩ là nên chú ý đến Vinhome trong quý 3 khi mà họ thực hiện mở bán 3 cái dự án tương đối lớn là Wonder Park ở Hàn Quốc, Dream City là Ocean Park ở Đài Loan 2 và Vinhome Cổ Loa. Thì từ quý 3 trở đi thì mình nghĩ là đến thời gian mà lên xem xét đến Vinhome. Nghĩa là ở update kết quả kinh doanh quý 1 của chúng tôi thì tóm gọn lại là chúng tôi là kết quả kinh doanh quý 1 hiện tại của Vinhome là đang là không tích cực lắm, bởi vì do là tăng trưởng lợi nhuận âm 21%, và cái điều này mình cũng có thể thấy là cái diễn biến giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán cũng không được tốt như là những cái cổ phiếu nhóm ngân hàng hay là nhóm thép. Và ngoài ra nữa thì, nhưng mà tuy nhiên thì trong vòng quý 3 và quý 4 thì Vinhome có thể là một cơ hội đầu tư rất là tốt, bởi vì họ sẽ mở bán những cái dự án quan trọng của họ và nó sẽ là tiềm năng về lợi nhuận của họ trong tương lai. Và bây giờ thì tôi sẽ sang phần Q&A với cả quý nhà đầu tư. Thì đây có bạn Dasani Cherry hỏi một câu là chuyên gia đánh giá về việc VinGroup phát hành trái phiếu bảo lãnh bằng quyền Vinhome ạ, và thứ hai là rủi ro lớn nhất của việc đầu tư vào Vinhome. Xin cảm ơn chuyên gia. Thì cái thông tin này là VinGroup phát hành trái phiếu chuyển đổi Vinhome với giá thực hiện là 123.000. Thì như thế, 123.000. Thì thực ra cái điều này không ảnh hưởng nhiều lắm đến giá của Vinhome. Thì bởi vì là VinGroup họ sẽ chuyển đổi bằng cái lượng sở hữu của họ của VinGroup tại Vinhome. Thì mình nghĩ là không ảnh hưởng. Thì thứ nhất là gì? Câu thứ hai là rủi ro lớn nhất mà anh thấy nếu mà anh đầu tư vào Vinhome. Rủi ro Vinhome thì cũng như là rủi ro của các doanh nghiệp bất động sản thì đó là rủi ro lớn nhất về pháp lý. Tức là họ sẽ có thể triển khai chậm hơn do tiền pháp lý vì dịch bệnh chẳng hạn mà tiến hành nền pháp lý chậm hơn. Vậy thì cái điều đấy nó có thể làm chỉ cần họ chỉ cần chậm khoảng 1-2 quý thôi thì là cái việc doanh thu nó sẽ nó thể lâu lâu và chậm trong khoảng thời gian tiếp theo sau đó. Thì đấy là cái doanh thu tới nhất. Ngoài ra thì do về lãi suất của doanh nghiệp là không thích rồi. Còn đối với tôi thì quan điểm của tôi thì cái việc rủi ro lớn nhất khi mà đầu tư vào Vinhome thì cũng là sẽ liên quan đến lãi suất. Và thì hôm nay thì tôi sẽ xin phép là sẽ ngừng chương trình tại đây khi mà đã hết câu hỏi, và sẽ hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong cái chương trình tuần sau vào 3:30 chiều thứ năm tuần. Xin phép chào tạm biệt và cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi ngày hôm nay.